Tiếp theo sẽ là một quả phạt góc dành cho Xuân Thiên Hạ. Tỷ số đã được mở cho dành cho Xuân Thiên Hạ và cầu thủ ghi bàn chính là Quý Sang. Một quả phạt góc còn cho Quảng Điên và tỷ số đã được cân bằng 1-1. Như vậy là tỷ số đã được nâng lên 2-1 dành cho các cầu thủ Xuân Thiên Hạ. Quảng Điên phản công, cơ hội 3-2, vào rồi. Như vậy tỷ số đã được cân bằng 2-2. Một pha phản công mẫu mực và người ghi bàn là cầu thủ mang áo. Phản công dành cho Xuân Thiên Hạ. Quý Sang đã có một cú hat-trick dành cho Quý Sang. Một pha đua tốc độ và dứt điểm rất hiểm hóc. Một cú dứt điểm của Trung Kỳ Xoa. Phản công dành cho thủ lệ Quảng Điền. Tỷ số đã được cân bằng 3-3. Rất tuyệt vời. Quảng Điền đang gây bất ngờ đây. Trận thuật vẫn là cầu thủ xuất sắc. Một pha phản công không thành công và ngược lại Xuân Hà đang có cơ hội. Đăng Khoa không chiến thắng được trận thuật. Thủ lệ Quảng Điền đang phòng thủ rất tốt.